What's up 500 anh em, Tùng John đây. Như em nhìn thấy trên tay mình đang là một thiết bị trông rất là giống Sony Xperia XZ Premium. Tuy nhiên đây không phải là cái chiếc máy đó, mà đây chính là chiếc Xperia X Compact. Và ngày hôm nay, hãy cùng mình trên tay cũng như đánh giá nhanh một trong những cái chiếc điện thoại Android có kích thước nhỏ gọn tốt nhất hiện nay. Thì đầu tiên mình muốn nói về cái thiết kế, thì thiết kế của em này rất là giống chiếc XZ. Và cái cụm cảm biến này thì nó lại giống chiếc XZ Premium năm nay. Cảm nhận đầu tiên khi mà mình trên tay chiếc X Compact này là nó có một trọng lượng là vô cùng nhẹ luôn. Mình nghĩ là em này trải nghiệm cầm nắm trên tay còn tốt hơn cả chiếc XZ, bởi vì chính là cái trọng lượng nhẹ của em nó cũng như là cái sự nhỏ gọn. Các bạn phải tưởng tượng là cái mặt sau của Sony nó không làm cấn như các cái dòng Z về trước nữa, nó làm bo cong về hai bên và cảm giác cầm rất là sướng. Mặc dù máy rất là vuông, tuy nhiên những cái đoạn G như này ở bốn góc thì đều được vát cong nhẹ một chút. Chính vì vậy khi mà mình cầm như này này cũng không hề có một cái cảm giác cấn nào luôn. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một màn hình LCD IPS có kích thước là 4,6 inch, độ phân giải là HD. Nghe đến đây thì các bạn tưởng là màn hình 720p trên cái em này thì tương đối rỗi. Tuy nhiên vì kích thước của em nó chỉ là 4,7 inch nên cái mật độ điểm ảnh của em nó vẫn hơn 300 ppi. Chính vì vậy là chúng ta sẽ không gặp cái hiện tượng rỗ cũng như là nhiễu hạt. Màu sắc ở trên cái màn hình này là tương đối đẹp cũng như là có một cái độ nổi khối là rất là cao. Trên và dưới chúng ta sẽ có một bộ đôi loa stereo. Ở bên cạnh đây thì chúng ta sẽ có một cái camera selfie có độ phân giải 5 megapixel. Ở đây sẽ là một cái cảm biến tiệm cận cũng là cảm biến ánh sáng, và cái chấm màu trắng trắng này chính là cái đèn LED để thông báo. Ở cạnh dưới thì chúng ta sẽ chỉ có một cái cổng USB Type-C là duy nhất thôi, rất là tốt. Ở bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có một cái nút chụp ảnh này, tăng giảm âm lượng cũng như một nút nguồn kiêm cảm biến vân tay luôn, làm rất là cân đối và đồng tâm. Ngoài ra thì mình sẽ nói thêm một chút về cảm biến vân tay của chiếc X Compact này. Cảm biến vân tay của em nó là tương đối nhạy, mặc dù là không phải dạng một chạm nhé, nhưng mà các bạn nhìn này, mình chỉ cần ấn vào nút nguồn thả tay ra một cái là nó nhận luôn, giống như là trên các cái thiết bị iPhone 6, 6S. Ở bên cạnh trên chúng ta có một cái jack tai nghe 3,5mm, bên cạnh là một cái mic. Ở bên cạnh thì chúng ta sẽ có một khay SIM kiêm thay thẻ nhớ, vẫn được tích hợp cái chức năng là khi mà tháo để thay SIM ra thì máy sẽ tự động khởi động lại. Đó, đây là một cái tính năng mà mình không được thích lắm ở trên các cái máy của Sony. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái camera chính có độ phân giải là 21 megapixel, khẩu độ f2.0. bên cạnh là đèn flash LED cũng cảm biến RGB kèm với lại một cái đèn lấy nét laser. Ở mặt sau được thiết kế rất đơn giản. Thiết kế của X Compact thì nhìn chung mình thấy tương đối đẹp, và cái camera này nó lõm xuống một chút. Chính vì vậy là khi mà các bạn để trên mặt bàn này, các bạn sẽ không bao giờ phải lo ngại đến tình trạng là xước camera cả. Ngoài ra một cái điểm trừ trên cái chiếc X Compact này là cái chất liệu cấu thành nha em nó. Cái chiếc X Compact này được làm hoàn toàn từ nhựa, cả mặt lưng cũng như là cái phần khung viền. Đấy, các bạn có thể thấy bằng nhựa. Về cấu hình thì chiếc X Compact sở hữu con chip Snapdragon 650 cùng với 3GB RAM, 32GB bộ nhớ trong, kèm theo với đó là khả năng mở rộng bộ nhớ bằng khe cắm thẻ nhớ gắn ngoan. Và chiếc máy này thì được gánh bởi một cái viên pin có dung lượng lên tới là 2800 mAh. Các bạn nghe thấy có vẻ như là nó chưa đạt đến mức 3000 mAh nên cảm giác chưa cao. Tuy nhiên hãy nhìn lại, đây là một chiếc máy chỉ có màn hình có kích thước là 4,7 inch, độ phân giải HD, kèm theo với đó là một cái con chip Snapdragon 650. Chính vậy chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng em này trong vòng 2 ngày là chuyện bình thường. Tiếp theo về phần mềm thì chiếc Xperia X Compact hiện tại đang chạy ở phiên bản Android 7.0 mới nhất. Mình thấy đây là một cái điểm rất là đáng giá của các cái điện thoại trong phân khúc hơn 5 triệu mà em này đã có Android 7.0 rồi. Trong cái phân khúc mức giá này mình thường thấy là các cái máy thường chỉ chạy ở phiên bản Android 6.0 mà thôi. Tiếp theo là về camera của chiếc X Compact này. Chúng ta sẽ có chế độ chụp tự động này, quay phim này, các cái chế độ khác này, cũng như là chế độ chỉnh tay, chế độ thủ công. Chúng ta sẽ có nhiều tùy chọn. Chúng ta có thể chỉnh quay balance này, EV này, khả năng lấy nét bằng tay này, cũng như là tốc độ màn chập. Thì chúng ta có thể phơi sáng được 1 giây giống như chiếc XZ, cũng như là tốc độ chụp nhanh nhất là 1/4000 giây. Rồi như vậy là mình vừa cùng với các bạn trên tay cũng như là đánh giá nhanh chiếc Sony Xperia X Compact. Thì thực sự đây là một cái sản phẩm mình cảm giác như là nó giống như là một cái chiếc XZ thu nhỏ hơn, là một cái chiếc X thu nhỏ. Em nó sở hữu những cái đặc điểm rất là nổi trội như là một cái thiết kế nhỏ gọn này, cầm rất là ôm tay, rất là sướng, cảm biến vân tay nhạy, camera trước sau chụp hình tương đối ổn. Ngoài ra thì có khả năng chống nước theo tiêu chuẩn IP68, một viên pin 2800 mAh, nhưng chỉ cần phải gánh một cái màn hình có độ phân giải là HD 720p cũng như là con chip Snapdragon 650.
khá là đủ dùng. Và trong cái phân khúc hơn 5 triệu thì mình thấy em này thực sự là một cái chiếc máy nhỏ gọn đáng để chúng ta quan tâm thời điểm này. Mình sẽ có một cái bài so sánh em này với lại chiếc iPhone 6 quốc tế đang cùng phân khúc mức giá. Còn các bạn thấy em X Compact này thế nào thì hãy để lại comment ở dưới bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.